rất vui hôm nay Hoàng gia Trầm Hương Hô Guitar chúng tôi có điều kiện qua Hải Dương để tham dự triển lãm và ngắm cây cũng như review cho các bạn các tác phẩm điển hình và đẹp ở triển lãm. Thì tôi đang đứng trước một đôi tùng La Hán hoàn thiện rồi. Đây là một bộ đôi rất cồn nha, dáng trực. Về tổng thể chiều cao tính từ cái mặt bệ lên đến quả phúc của cây tôi nghĩ nó chỉ rơi ở tầm khoảng tầm chắc tầm khoảng 1m2, 1m3 thôi, không cao đâu. Nhưng mà rất côn nha. À, cái vùng gốc thân sát bệ à, sát dưới gốc này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Tức vành nó hơn 1m ấy. Vành hơn 1m. Mà các bạn thấy chiều cao cũng chỉ tầm khoảng 1m là đến quả phúc thì tôi nghĩ chắc chỉ tầm khoảng 1m2, 1m3 thôi, không cao đâu. Rất côn cây. Này, có đường chạy thân zig zag nha, phức tạp nha. Đây các bạn nhìn này, lên phát trực này, để chỗ này ra tay 1 này, ở đây giật một nhát chuyển luôn. Ở đây, đấy, cái đoạn lắc rất chi là cầu kỳ. Đó. Tức là qua cái tay 1 cái là bắt đầu là được một đoạn đây, được một đoạn là bắt đầu nó chuyển này. Đây. Quả giật này là giật kinh khủng. Đấy. Tay 1 thì là làm khá là gân guốc, chắc chắn và chắc khỏe. À. Thế nhưng bắt đầu từ tay 2 là rất điệu nha. À. À, còn nhìn tay 2 bắt đầu từ tay 2. Đấy. Đây tay hai đây, cái vùng tay hai tôi quay dưới gầm cho các bạn nhìn mà các bạn so sánh với vùng tay 1. Đối nghịch luôn nha. Tay 1 thì gọi là cứng rắn bao nhiêu thì tay 2 nó mềm mại, bắt đầu từ tay 2 đi là mềm mại bấy nhiêu, kể cả đường thận đấy. Bắt đầu 2 tay 3 tay 4 rồi cổ ngọn rồi kể cả cái vùng thân đấy. Bắt đầu từ cái đoạn qua tay 1 đấy là sau nhát giật này phát là này, đường co thân lắc chuyển nghệ thuật. Nói chung là đây là một cây trực rất đẹp ấy. Ấn tượng. Thì tôi sang cái cây bên kia nhé. À quên, tác giả đây, Tý Quyền, tên là đôi lão tùng La Hán, của chủ nhân là anh Thành Vàng Nam Định, số điện thoại 084 87 92 879 đó, của anh Thành Vàng Nam Định. Đây là một cây. Đấy, cây này cũng là một cây trực, cây dáng trực. Thế nhưng mà cái triển khai tay cành của cây này thì hơi khác cây kia một chút. Đó. Thế nhưng mà về cơ bản là cũng có một phần tức là cái phần thân mà trực thẳng ấy, thì tay cành là khá là gân guốc và thẳng. Thế nhưng bắt đầu từ đoạn là thân lắc chuyển đi thì là cái thân mềm mại, thì cái tay cành nó cũng đồng bộ theo. À, cái bác làm cái cây này là cái ý tưởng rất hay. Có nghĩa là nếu mà trực mà cứ thẳng hết ấy, cái nào mà cũng thẳng kể cả từ tay cành đến thân ấy, hay là chỉ lắc đơn thuần không ấy, thì cảm giác nó hơi cứng ấy. Thế nhưng mà ở hai cái cây bộ đôi này của bác Thành Vàng ấy thì là có những vùng cứng là cứng mà có những vùng mềm thì mềm. À, rất ý nghĩa. Có nghĩa là bản chất của, tức là nói ý nghĩa nhỉ, bản chất của con người ấy, thẳng thắn, cứng cỏi, mạnh mẽ, thế nhưng mà cũng phải có những cái khôn khéo mềm mỏng thì mới thành công được. Chứ còn nếu mà cứ thẳng như rụt ngựa cái gì, thẳng như rụt ngựa cũng hỏng đúng không? Thế mà
cứ mềm mại mà cứ uốn éo mà từ dưới lên trên thì lại thành cái kiểu gió chiều nào theo chiều ấy. Nói chung là cái ý nhân văn của bộ đôi Lá Hán này là rất hay nha. Tôi không biết, tôi suy luận theo cái cảm tính của tôi nó có đúng không, nhưng mà cá nhân thì tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ như vậy bởi vì là cái đoạn mà ở vùng tay 1 tay 2 thì nó coi là gọi là cái bản chất của con người, cái gọi là cái từ cái gốc rễ căn bản đúng không? Bản chất là trực, là thẳng thắn, là rạch ròi, là rõ ràng đúng không? Thế nhưng bắt đầu là cái đoạn mà sau tay 1 tay 2 thì đường thân thì bắt đầu uyển chuyển, tay cảnh cũng uyển chuyển. Thì đấy là những cái khi con người ta trưởng thành rồi ấy thì người ta phải gọi là thích nghi với cuộc sống và có những cái ứng xử mềm mỏng, khôn khéo, cũng như là trong quá trình trong công việc cũng thế, có nghĩa là phải linh hoạt đúng không? Thế nhưng mà đến cuối cùng cái cổ ngọn ấy thì vẫn hồi về trực, có nghĩa là cái cuối cùng cái bản chất con người sau bao nhiêu năm cuộc đời vẫn là những người mà chính trực, có trước có sau đó. Thì tôi thấy là cái bộ đôi tác phẩm này tôi suy luận ý nghĩa không biết đúng. Nếu các bạn có thêm những cái ý nghĩa gì, cái kiến giải gì về cái ý nghĩa cây của bộ đôi này thì các bạn cứ comment nhé. Bởi vì lý do là chúng ta ngắm cây thì thôi thì cũng cố gắng hiểu một chút về cái ý nghĩa nhân văn mà các bác làm cây, cái nghệ nhân làm cây người ta thổi hồn vào, đúng không? Thì nó có ý nghĩa. Đấy. Nhưng mà phải chốt lại là đây là bộ đôi đẹp, bộ đôi La Hán đẹp. La Hán này mà La Hán mà làm được thành cây này là lâu lắm rồi. Tuổi trậu rất cao đấy. Thế một với hai là thân này là La Hán thân vỡ. Thân vỡ này là khi cái lớp vỏ này nó bong ra, các bạn nhìn cái đường thân này nó xoắn xuýt, nó đẹp lắm. Nó không đơn điệu đường thân đâu. Thế còn cái La Hán mà nó vỡ, nhưng mà nó vỡ dọc theo cái thớ ấy. Thì nhìn cái cây mà khi kể cả khi vỡ hay là kể cả nó bong hết vỏ rồi, nhìn nó cũng hơi đơn điệu. Cái lá thân vỡ tự do, vỡ kiểu vỡ tự do này là hay nhất, nhìn đẹp nhất, thân đẹp nhất. Đây cá nhân của tôi thôi, còn không biết là có đúng hay sai. Đó. Thì đây là tôi đánh giá đây là bộ đôi là hắn rất đẳng cấp của bác Thành Vả ở Lâm Định. Thì nếu các bạn có cơ hội tới triển lãm thì các bạn tới chiêm ngưỡng trực tiếp bộ đôi này. Đây, vị trí ở ngay chỗ cổng vào của cái khu biệt thự Đình Long. Đây, cái cổng này. Cổng Tam Quan. Thì ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một cái kênh review về kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam, nghệ thuật và có tuổi đời hàng trăm năm, vài trăm năm và có những cái công trình lên hàng ngàn năm. Thì nếu các bạn quan tâm về kiến trúc cũng như là yêu thích các cái kiến trúc của Việt Nam thì mời các bạn sang tham khảo, sub cũng như review và xem follow kênh Nhà Việt TV. Tên kênh thì tôi để ở chú thích cũng như là trên góc trên ấy, thì các bạn có thể là sang. Và trong cái vùng mô tả thì cũng có cái liên kết ấy, các bạn có thể xem kích vào đó để các bạn sang để đỡ nhầm kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.